Anh về rồi đây, để anh làm tiếp cái hình đăng desk dở cho khách. Dạ không cần đâu anh, em đã sửa và gửi hình cho khách đúng theo feedback của khách rồi. Khách feedback gì mà em sửa? Khách kêu anh người mẫu cầm điện thoại bị che logo, nên kêu kéo điện thoại ra cho rõ logo đó mà. Ta-da! Cậu Sơn, sao cậu cho con trâu vô rúp nói chuyện với khách hàng chi vậy? Con trâu nó đòi đó sếp, em tưởng sếp cho phép rồi. Không được phép gõ chữ nào hết nghe chưa? Con biết rồi. Cho thêm từ đẳng cấp thượng hạng vô chai nước mắm hộ anh nghe. May là nó không gõ chữ nào, mà nó gửi hình đó là sao ta? Nó mang khách quê đó. Sếp ơi! Đừng sếp ơi! Hả? Cậu đừng để châu nó nói chuyện với khách nữa. Cậu tiếp chuyện giùm tôi đi. Dạ sếp. Khách, cho thêm từ đẳng cấp thượng hạng vô chai nước mắm hộ anh nghe. KNSO42-12H2O. Ủa, anh Thúy gõ gì vậy? Em không hiểu. À, đó là công thức hóa học của phèn. Gian hàng cổ loa, snack, thức ăn khô, đồ ăn vặt. Ai, còn nhiều quá à, không biết chừng nào mới bán hết nữa. Đừng lo, để em. Cho anh ba loại snack này nha. Dạ, ok anh. Ha, anh mua 10 cái hay một tá ạ? 10 hay một hả? Một thôi. Dạ, cảm ơn quý khách ạ. Ừ.